Xin chào mừng các bạn đã đến với Digital. Hiện tại thì cũng đã gần cuối năm 2020 rồi. Vậy thì chúng ta có nên lựa chọn Note 20 hay không? Mời các bạn hãy theo dõi hết video ngày hôm nay nha. Để nói về việc là chúng ta có nên mua hay không nên mua một chiếc điện thoại thì như thông lệ mình sẽ chia sẻ những ưu điểm và những khuyết điểm của nó để chúng ta có thể dễ dàng quyết định hơn ha. Thì đối với Note 20, ưu điểm lớn nhất của chiếc điện thoại này mình nghĩ đó chính là chiếc bút S Pen. Bút S Pen sẽ mang đến cho các bạn một khả năng thực hiện công việc cực kỳ tốt và tốt hơn bất kỳ một chiếc smartphone nào khác có trên thị trường hiện nay. Bút S Pen sẽ mang đến cho các bạn những tiện ích mà mình cảm thấy rất là phù hợp cho công việc. Ví dụ có thể kể đến là Smart Select. Mình thường xuyên chia sẻ về cái tính năng này bởi vì mình cảm thấy nó rất là hữu ích. Đối với một chiếc điện thoại, đôi khi có những nội dung mà các bạn không thể nào sử dụng cảm ứng ngón tay để copy hay là để thực hiện chọn các ký tự văn bản đó. Nhưng mà với tính năng Smart Select thì các bạn có thể lựa chọn cái vùng mà các bạn muốn lấy text và sau đó thì các bạn có thể copy vào bộ nhớ lưu trữ và sau đó sử dụng để dán vào những cái text hay là những cái SMS hay là những cái ghi chú. Nó giúp cho các bạn có thể thuận tiện hơn rất là nhiều. Và điển hình có thể kể đến là cái công việc của mình đi. Cuối mỗi tháng là mình thường xuyên phải report video. Thì đối với cái title trong ứng dụng YouTube thì các bạn sẽ không thể nào sử dụng tay để copy nó được. Thì với Smart Select mình có thể chọn title và copy vào Google Sheet một cách rất là nhanh chóng. Thì đây mình đánh giá rất là cao. Bên cạnh đó thì bút S Pen trên thế hệ Note 20 này cũng được trang bị khả năng kết nối Bluetooth. Và với tính năng này thì các bạn có thể điều khiển từ xa chiếc Note 20 thông qua chiếc bút S Pen cũng rất là tiện dụng. Đó là về phần bút S Pen. Vậy ngoài bút S Pen ra thì Note 20 này còn những cái đặc điểm nào khiến chúng ta mong muốn sở hữu nó? Thì mình cảm thấy là hệ thống camera của Note 20 này chụp cũng rất là tốt. Mặc dù là chỉ có 3 camera, tức là bị cắt giảm đi một camera so với lại Note 20 Ultra, nhưng mà Note 20 vẫn cho khả năng chụp ảnh rất là tốt và có đầy đủ những cái tính năng bổ sung rất là cần thiết, ví dụ như chụp ảnh góc rộng. Thì đối với một người thường xuyên đi di chuyển nhiều nơi thì một camera góc rộng sẽ giúp các bạn khi đi du lịch đó có thể chụp lại được những bức ảnh có không gian rộng lớn, thích hợp cho việc du lịch rất là nhiều. Bên cạnh đó thì khả năng cầm nắm của Note 20 này cũng khá là tốt. Nó cũng không quá nặng, cầm rất là đầm tay. Và mặt lưng của sản phẩm này phải nói là nó bền hơn là mặt lưng kính. Ban đầu khi mà sản phẩm này ra mắt thì việc sử dụng một chất liệu mặt lưng là nhựa polycarbonate như thế này đã nhận được rất là nhiều những ý kiến trái chiều. Và trong đó thì cái ý kiến mà cho rằng cái mặt lưng này nó không sang trọng, không cao cấp. Và thật sự là cái mặt lưng này nó không hề sang trọng chút nào đâu. Khi các bạn nhìn vào, khi các bạn chạm vào là các bạn cảm thấy được là nó không hề tương xứng cho lắm với cái mức giá trị của chiếc máy này. Nhưng mà sau hơn một khoảng thời gian 3 tháng sử dụng chiếc đồ này thì mình lại cảm thấy thích cái mặt lưng này hơn là cái mặt lưng kính trên Note 20 Ultra. Mặt lưng này đến thời điểm hiện tại thì các bạn soi thật kỹ cũng không thể nào thấy được một vết trầy xước nào có trên mặt lưng polycarbonate. Nhưng mà ngược lại, mình có một chiếc máy Note 20 Ultra thì sau 3 tháng sử dụng thì mặt lưng của nó đã có rất là nhiều vết nhăm, hay người ta gọi kêu là vết xước mèo á. Thì những cái vết nhăm đó xuất hiện là do đó là mặt lưng kính. Thì trên cái mặt lưng polycarbonate như thế này, nó vừa ít bám mồ hôi cũng như là độ bền của nó sẽ cao hơn so với mặt lưng kính. Khi mà các bạn vô tình làm rớt chiếc điện thoại này đi thì mình nghĩ là cái mặt lưng này nè, nó sẽ đỡ bị vỡ hơn là mặt lưng kính. Đó chính là ưu điểm thứ hai. Khả năng hiển thị của Note 20 cũng là một điểm mà mình nghĩ là nó cũng khá là tốt. Màn hình này thì cũng đã bị cắt giảm đi khá là nhiều so với lại Note 20 Ultra. Độ phân giải chỉ dừng lại mức là Full HD và cũng như không có tốc độ tần số quét là 120Hz. Nhưng mà nói về cái trải nghiệm mà sử dụng hàng ngày thì mình không có gì phàn nàn về cái màn hình này cả. Chất lượng của nó rất là tốt. Full HD đến thời điểm hiện tại thì vẫn là một độ phân giải rất là cao rồi, không cao bằng 2K hoặc là Full HD mà thôi. Nhưng mà dùng để hiển thị hàng ngày thì mình nghĩ nó vẫn rất là ổn. Bên cạnh đó, màn hình này vẫn là một màn hình tràn viền bốn cạnh, các viền các bên rất là mỏng, không có sở hữu cái màn hình cong hai cạnh, cho nên là trong quá trình sử dụng hàng ngày mình cũng ít chạm nhầm với phần thịt cảm ứng của mình vào màn hình hơn, cho nên là mình cảm thấy khá là thích màn hình của Note 20. Nhưng mà nếu như mà trong năm sau á, nếu như mà Samsung tiếp tục duy trì dòng Note thì mình nghĩ rằng phiên bản Note cơ bản vẫn nên có một cái màn hình 120Hz hoặc là chí ít là độ phân giải 2K để cho khả năng hiển thị của nó chi tiết hơn, thì cái đó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Vậy thì những cái lý do nào khiến cho chúng ta nên cân nhắc khi mà lựa chọn Note 20 này? Mình nghĩ đầu tiên đó chính là ngoại hình luôn. Nếu như các bạn nào là một người yêu cầu ngoại hình của một chiếc điện thoại phải thật sự cao cấp, bởi vì dù gì mà nói, Note vẫn là một sản phẩm dành cho doanh nhân và cái
yếu tố ngoại hình bên ngoài cũng rất là quan trọng. Nó sẽ khiến cho người đó thể hiện được đẳng cấp hay là không. Cho nên là nếu các bạn cần một chiếc máy để thể hiện đẳng cấp của mình thì mình nghĩ là các bạn nên lựa chọn Note 20 Ultra thay vì là Note 20 phiên bản tiêu chuẩn như thế này. Và còn một yếu tố nữa mình khuyên các bạn nên cân nhắc khi mà lựa chọn Note 20, đó chính là hiệu năng của nó. Exynos 990 mình đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Đây là một con chip nếu mà sử dụng các tác vụ cơ bản thì rất là tốt. Nhưng nếu như các bạn là một người thường xuyên mà phải chơi game hoặc là đối với các nhu cầu công việc, các bạn chỉnh sửa ảnh, các bạn render video trên điện thoại thì mình nghĩ là Note 20 sẽ không phải là một cái sự lựa chọn thật sự tối ưu trong cái tầm giá này. Chúng ta đã có rất là nhiều những sản phẩm khác có vi xử lý là Snapdragon cho hiệu năng ổn định hơn cũng như là khả năng xử lý đồ họa tốt hơn là Note 20. Vậy thì tổng quan lại, nếu như các bạn nào cần một chiếc máy thứ nhất có độ bền cao, khả năng hiển thị đẹp, có bút S Pen để phục vụ cho công việc thì Note 20 là một sự lựa chọn rất đáng để cân nhắc. Nhưng nếu như các bạn là một người mà cần một cái thiết bị có ngoại hình đẳng cấp để phục vụ cho nhu cầu của bản thân cũng như là thường xuyên chơi game, hoặc là các bạn là có cần một chiếc máy có thời lượng pin trâu thì mình cũng khuyên các bạn là chúng ta có những lựa chọn khác, ví dụ như là Note 20 Ultra chẳng hạn. Và vừa rồi là những chia sẻ của mình. Còn các bạn khán giả của Digital, nếu như các bạn nào đang quan tâm tới các sản phẩm của Samsung, đặc biệt là Note 20, đừng quên click vào đường link của Di Động Việt nhé. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn khác của Digital. Bye bye.